Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại sự kiện Samsung giới thiệu 3 chiếc Samsung Galaxy A mới tại Việt Nam. Và trên tay mình đây là chiếc Galaxy A73 5G. Một chiếc máy được rất nhiều bạn nói mình rằng: ủa anh ơi, con máy này thì nó sẽ có những gì khác biệt so với là Galaxy A72 năm ngoái? Liệu nó còn lag giống như kiểu là A72 năm ngoái hay không? Thì trong clip này mình sẽ chia sẻ nhanh cho các bạn về chiếc máy này. Về mặt thiết kế thì so với phiên bản tiền nhiệm thì mình thấy rằng là nó cũng không khác biệt gì mấy đâu các bạn ạ. Chúng ta vẫn có một cái viền xung quanh và phần mặt lưng được hoàn thiện bằng nhựa này. Và những cái chi tiết thì nó cũng na ná nhau mà thôi, không khác biệt gì mấy, kể cả về cái viền màn hình. Mặc dù là mình thấy rằng là nó cũng đã có mỏng hơn chút rồi, nhưng mà để gọi là mỏng và xuất sắc nhất trong cái tầm giá này thì ở bên nhà Samsung đang có một chiếc máy mỏng hơn trong tầm tiền này về viền màn hình nha. Đó chính là chiếc Galaxy S21 FE 5G mà thằng cú Đạt nó đang sử dụng các bạn ạ. Kích thước màn hình này thì cũng sẽ lên tới là 6,7 inch nha. Một cái chi tiết rất là thú vị đó là các bạn thấy rằng là cái phần đục lỗ ở trên chiếc Galaxy A73 5G thì nó sẽ to hơn so với là Galaxy A53 5G các bạn ạ. Và tất nhiên là ở trên chiếc Galaxy A73 5G thì vẫn được trang bị chuẩn kháng nước là IP67 này. Chúng ta vẫn có kích thước màn hình là 6,7 và độ phân giải là Full HD cộng nha. Và màn hình này thì cũng tất nhiên là sử dụng tấm nền Super AMOLED rồi, cho nên là mọi khả năng hiển thị, khả năng xem phim, giải trí thì cũng không có điểm gì phải chê trách được các bạn ạ. Và A73 5G vẫn giữ nguyên hệ thống loa kép stereo đạt chuẩn Dolby Atmos. Năm nay thì so với phiên bản tiền nhiệm á, thì hiệu năng của Galaxy A73 nó cũng đã được nâng cấp lên là vi xử lý Snapdragon 778G. Vi xử lý này mạnh như thế nào thì có lẽ là anh em cũng biết rồi đúng không? Nó đã được trang bị ở trên chiếc Galaxy A52s 5G, cho nên là có lẽ là mình không cần phải làm những video test thì anh em cũng biết là cái vi xử lý này nó rất ok trong cái phân khúc giá cận cao cấp rồi. Nhưng mà không biết là ở trên cái chiếc máy này thì giá nó bao nhiêu, cho nên là thôi, khi nào mà có giá thì mình sẽ nốt trực tiếp ha. Còn cái thời điểm mà mình quay mình cũng chả biết được các bạn ạ. Trong những cái hình ảnh rò rỉ á, thì ở trên chiếc Galaxy A53 5G thì nó sẽ có viên pin là 5000 mAh, còn chiếc máy này chỉ là 4500 thôi. Nhưng mà cuối cùng thì bên nhà Samsung có xác nhận rằng là nó sẽ có viên pin 5000 mAh và hỗ trợ công suất sạc nhanh tối đa sẽ là 25W nha các bạn. Camera sau cũng sẽ là một cái điểm nâng cấp của chiếc Galaxy A53 5G so với là phiên bản tiền nhiệm, khi camera chính độ phân giải sẽ là 108 megapixel. Và tất nhiên là nó cũng sẽ hỗ trợ công nghệ chống rung quang học là OIS với khẩu độ là f1.8. Chúng ta sẽ có thêm một cái camera chụp ảnh góc rộng, một cái camera chụp ảnh macro và một cái camera chụp ảnh xóa phông. Hơi tiếc ha, mình nhớ không nhầm là ở trên chiếc Galaxy A73 thì chúng ta sẽ có một cái camera tele, nhưng mà ở trên chiếc máy này thì không có camera tele các bạn ạ. Đây, mình sẽ chuyển xuống cái bình thường này. Đó, chúng ta không có camera tele mới cay chứ. Chứ còn nếu mà có camera tele thì phải gọi là ngon ăn hơn rất là nhiều rồi đấy. Mình sẽ tự test luôn cho các bạn này. Đấy, thấy không? Mình che đúng một cam và nó cũng chỉ là zoom kỹ thuật số thôi. Năm nay thì bên nhà Samsung lại bỏ cái camera tele ở trên dòng Galaxy A7 Series. Một cái điểm hơi thấy là lạ một chút xíu đúng không? Về cái trải nghiệm cầm nắm ở trên chiếc Galaxy A73 5G thì mình thấy rằng là nó cũng không quá là khác biệt so với là thế hệ trước đâu. Cái phần xung quanh thì nó cũng đã được làm phẳng giống như dòng Galaxy S22 hay là S22 Plus rồi, nhưng mà không hề mang đến cho chúng ta cái cảm giác cầm tay các bạn ạ. Và kích thước màn hình lớn nhưng cái trải nghiệm khi mà chúng ta cầm vào á, thì nó cũng khá là ổn và khá là nhẹ nhàng. Và đó là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ nhanh cho anh em về chiếc Galaxy A73 5G. Hiện tại thì mình đang có mặt tại sự kiện cho nên là nó cũng hơi ồn ào á. Các bạn có chia sẻ gì, các bạn có cảm nghĩ gì về chiếc Galaxy A73 5G thì có thể là chia sẻ ở phía dưới của video ngày hôm nay. Và khi nào có máy lâu hơn thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về những cái video thú vị cùng với chiếc Galaxy A73 5G. Còn bây giờ thì